bát chánh đạo là con đường duy nhất dẫn đến niết bàn. Niết bàn chỉ có thể đạt được qua sự thực hành. Với sự hiểu biết này, vị Tu Đà Hoàng không còn tin tưởng vào một phương pháp thực hành nào mà trong đó không có bát chánh đạo. Theo thanh tịnh đạo thì vị Tu Đà Hoàng vẫn còn bị tham lam, sân hận, si mê tấn công và vẫn còn có kiêu mạn. Nhưng vì thánh đạo tâm đã nhổ tận gốc rễ các phiền não dẫn đến sự tái sanh vào bốn đọa xứ, nên các vị Tu Đà Hoàng không còn tái sanh vào các cảnh dữ này. Thanh tịnh đạo còn cho biết rằng vị Tu Đà Hoàng đã thành công trong việc làm khô đại dương, luân hồi tam giới. Bao lâu chưa đắc được quả thánh đầu tiên thì ta vẫn còn tiếp tục luân lưu trong vòng luân hồi bất tận, không biết đâu là điểm khởi đầu này. Phạm vi của tam giới rộng vô cùng, ta cứ tiếp tục đi mãi miết. Người đắc quả Tu Đà Hoàng chỉ còn sống trong tam giới tối đa 7 kiếp trước khi hoàn toàn giác ngộ đạo quả A-la-hán. 7 kiếp này là bao so với vô số kiếp sống trong vòng tam giới? Bởi thế mới gọi quả Tu Đà Hoàng làm khô cạn biển khổ tam giới. Bất thiện nghiệp chỉ có thể xuất hiện dưới ảnh hưởng của si mê và tham ái. Khi một số si mê và tham ái biến mất, thì một số bất thiện nghiệp như tái sinh vào các cảnh khổ cũng mất hiệu lực. Khi còn bị các loại phiền não như tà kiến, ngã kiến hay nghi ngờ về đạo quả và nghiệp báo chi phối, thì con người làm biết bao nhiêu điều bất thiện. Các hành vi bất thiện mà họ đã làm chắc chắn sẽ dẫn họ đến bốn quả dữ. Không còn các loại phiền não này, nên vị Tu Đà Hoàng không còn làm những hành động ác có thể khiến họ tái sanh vào bốn cảnh khổ. Thêm vào đó, những nghiệp ác mà trước đây họ đã tạo có thể dẫn họ tái sanh vào khổ cảnh cũng bị cắt đứt vào lúc đạt thánh đạo tâm. Bởi thế, một vị Tu Đà Hoàng không còn phải lo sợ sinh vào bốn đường dữ nữa. Bảy kho báu của bậc thánh nhân. Lợi ích khác của bậc Tu Đà Hoàng là được làm chủ bảy kho báu của thánh nhân. Thánh nhân là người trong sạch thanh tịnh, có tư cách thanh cao, đã đạt được một trong bốn mức giác ngộ. Bảy kho báu này là đức tin, giới hạnh, hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, học nhiều hiểu rộng, bố thí dứt bỏ và trí tuệ. Đầu tiên là đức tin. Các bậc thánh có đức tin bất thối vào Phật, Pháp và Tăng. Đức tin của các ngài không thối chuyển vì nó phát sinh từ kinh nghiệm trực tiếp và hiểu biết. Bậc thánh nhân không bao giờ bị mua chuộc, lung lạc hay hư hỏng đến nỗi từ bỏ Phật, Pháp, Tăng. Không có phương tiện nào, dù ngọt ngào, gian trá hay đe dọa hoặc nguy hại đến tánh mạng, có thể làm cho các ngài từ bỏ đức tin. Kho báu thứ hai là giới hạnh. Giới hạnh là thanh lọc phẩm hạnh, nhất là ngũ giới. Bậc Tu Đà Hoàng không thể nào phạm ngũ giới, không bao giờ có tư tưởng hay hành động sai lầm có thể dẫn đến việc tái sanh vào bốn cảnh khổ. Bậc Tu Đà Hoàng thoát khỏi thân ác nghiệp, thoát khỏi phần lớn các khẩu ác nghiệp, thoát khỏi tà mạng và cuối cùng không bao giờ thực hành theo tà đạo. Kho báu thứ ba và thứ tư là hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Ở vị Tu Đà Hoàng, yếu tố này được phát triển một cách mạnh mẽ. Bởi thế, các ngài không thể nào làm các nghiệp ác. Kho báu thứ năm là học nhiều hiểu rộng. Liên quan đến lý thuyết thiền cũng như cách thực tập thiền, bậc Tu Đà Hoàng thật ra
đã học được kỹ thuật đi trên bát chánh đạo để tiến đến Niết Bàn. Kho báu thứ sáu là lòng từ thiện, bố thí hay sự dứt bỏ. Vị Tu Đà Hoàn từ bỏ một cách hào hiệp mọi phiền não dẫn đến việc tái sanh vào khổ cảnh. Thêm vào đó, vị Tu Đà Hoàn bố thí một cách rộng rãi, lòng từ thiện của các ngài liên tục và chân thật. Kho báu cuối cùng là trí tuệ. Điều này liên quan đến các tuệ giác minh sát và trí tuệ. Vị Tu Đà Hoàn không bị tà định và tà niệm chi phối. Vị Tu Đà Hoàn không còn có các thô tướng phiền não bùng khởi bên trong và biểu hiện qua hành động, lời nói và tư tưởng. Các ngài cũng thoát khỏi nỗi sợ hãi vì tái sanh vào cảnh khổ. Sự bình an cá nhân là điều quan trọng thiết yếu. Sự bình an này có thể đạt được nhờ thoát khỏi sự sợ hãi. Nếu nhiều người trên thế gian này có được sự an bình như vậy, thì thế giới sẽ hòa bình, an lạc. Thế giới an bình chỉ có thể bắt đầu từ bên trong. Người con thật sự của Đức Phật. Một lợi ích khác của Bậc Tu Đà Hoàn là trở thành người con thật sự của Đức Phật. Nhiều người có lòng nhiệt thành với Tam Bảo, họ có đức tin mạnh mẽ, hằng ngày cúng dường Phật Pháp Tăng. Nhưng nếu hoàn cảnh thay đổi, họ sẵn sàng từ bỏ đức tin. Họ sẽ tái sanh mà không có đức tin. Một người có thể rất trong sạch, thiện tâm trong kiếp này, nhưng sẽ trở thành một kẻ vô lại ở kiếp tới. Không có một bảo đảm nào trừ khi đạt được đạo quả thứ nhất và trở thành một người con trai hay con gái thực sự của Đức Phật. Trong Thanh Tịnh Đạo dùng chữ Orasa Putta với nghĩa là một đứa con chính thức, đứa con trưởng thành. Putta thường dịch là con trai, nhưng thực ra đây là một chữ tổng quát để chỉ con cháu, bao gồm cả con gái. Theo Thanh Tịnh Đạo thì vị Tu Đà Hoàn có được hàng trăm sự lợi ích. Thật vậy, lợi ích của vị Tu Đà Hoàn vô số kể. Vị Tu Đà Hoàn hoàn toàn dính liền với giáo pháp, nhiệt tâm, hoan hỷ trong khi nghe chân pháp, và có thể hiểu rõ giáo pháp thâm sâu mà người thường khó hiểu nổi. Khi nghe một bài pháp được thuyết giảng đúng cách, vị Tu Đà Hoàn tràn đầy hỷ lạc. Và bởi vì vị Tu Đà Hoàn đã bước vào dòng suối hay nhập lưu, tâm của vị Tu Đà Hoàn luôn luôn trú trong giáo pháp. Trong khi hành xử bổn phận của mình đối với thế gian, vị Tu Đà Hoàn như con bò mẹ đang ăn cỏ nhưng vẫn luôn luôn trông chừng chú bê con. Tâm của vị Tu Đà Hoàn hướng về giáo pháp, nhưng các ngài không quên trách nhiệm đối với thế gian. Vị Tu Đà Hoàn như con bò mẹ đang ăn cỏ nhưng vẫn luôn luôn trông chừng chú bê con. Tâm của vị Tu Đà Hoàn hướng về giáo pháp, nhưng các ngài không quên trách nhiệm đối với thế gian. Vị Tu Đà Hoàn đạt được sự định tâm dễ dàng nếu các ngài dùng sự tinh tấn thích hợp trong lúc hành thiền, với lòng mong muốn tiến xa hơn trên chánh đạo. Đức Phật kết luận bài pháp bằng cách nói rõ ràng rằng bất kỳ ai biết điều khiển chiếc xe này đều đạt được kết quả, không phân biệt nam nữ. Chiếc xe giải thoát này thích hợp cho tất cả mọi người. Ở thời đại văn minh tân tiến này, chúng ta có rất nhiều loại xe tân kỳ, và càng ngày càng có nhiều phát minh mới trong lĩnh vực chuyển vận. Con người có thể du hành qua đường bộ, đường thủy hay đường hàng không. Một người bình thường có thể đi vòng quanh thế giới một cách dễ dàng. Con người đã đi bộ trên mặt trăng, phi thuyền đã đến những hành tinh khác và có thể vượt xa hơn. Dầu cho phi thuyền có vượt qua không gian đi nữa, nhưng
cũng không thể đưa bạn đến Niết Bàn. Nếu thật sự có chiếc xe đến được Niết Bàn thì tôi rất thích có một chiếc như vậy. Tuy nhiên, tôi chưa được nghe quảng cáo hay một lời bảo đảm nào về một chiếc xe kỳ diệu có thể đưa người đến Niết Bàn như vậy. Dầu cho kỹ thuật khoa học có tiến bộ đến đâu, cũng không thể có được một phương tiện chuyên chở bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tai nạn xảy ra thường xuyên trên đất liền, trên biển cả và trong không gian. Nhiều người đã chết vì các tai nạn này. Tôi không cho rằng các phương tiện chuyên chở chẳng đem lại lợi ích, nhưng tôi muốn nói rằng các phương tiện này vẫn chưa bảo đảm an toàn. Chỉ có chiếc xe Bát Chánh Đạo mới bảo đảm an toàn 100%. Những chiếc xe tân tiến có tiêu chuẩn và sự an toàn cao. Nếu giàu có, bạn có thể sắm một chiếc xe cực kỳ tối tân, chạy nhanh, êm ái, thoải mái, và bạn có thể gắn thêm nhiều tiện nghi khác theo ý bạn. Nếu bạn không giàu, bạn có thể vay tiền hay thuê một chiếc xe limousine hoặc một chiếc xe thể thao trong một thời gian ngắn. Và ngay cả khi bạn nghèo, bạn cũng có thể xin quá gian xe. Tuy nhiên, không loại xe nào không có khuyết điểm, dầu đó là chiếc xe riêng của chính bạn. Bạn phải đổ xăng, phải bảo trì sửa chữa, biết bao nhiêu công việc phải làm. Mọi chiếc xe một ngày nào đó rồi cũng bị kéo bỏ. Càng sử dụng nhiều, xe càng mau đến nghĩa địa xe. Cần phải sản xuất một chiếc xe đến Niết Bàn thật ưu mỹ và có tiêu chuẩn cao để chiếc xe này không bao giờ bị hư mòn. Nếu chiếc xe Niết Bàn được phổ biến để mọi người đều có một chiếc thì sẽ tốt đẹp biết bao. Thế gian này sẽ hòa bình an lạc. Chiếc xe này đưa ta đến một nơi tuyệt diệu và vô giá. Niết Bàn không thể mua được dù bạn giàu đến đâu, cũng không thể thuê mướn được. Bạn phải tự chế tạo lấy để nó thuộc quyền của các bạn. Chiếc xe này chỉ hữu dụng khi bạn làm chủ nó. Nhiều chiếc xe hơi được làm sẵn và được tung ra thị trường từ các hãng sản xuất, nhưng chiếc xe dẫn đến Niết Bàn là chiếc xe tự chế. Bạn phải tự chế tạo chiếc xe này cho mình. Bạn phải có đức tin ngay từ lúc đầu là bạn sẽ đến Niết Bàn, và bạn cũng phải tin tưởng vào con đường dẫn bạn đến đích nữa. Bạn phải có động cơ thúc đẩy, ước muốn chân thành, cương quyết đạt được mục tiêu. Nhưng chỉ một mình động cơ không thể đưa bạn đi xa. Bạn phải làm việc nữa, phải hết sức tinh tấn, chánh niệm, bền chí, kiên trì từ sát na này đến sát na khác để chánh định được gây dựng và trí tuệ bắt đầu nở hoa và chín mùi. Nếu chiếc xe Bát Chánh Đạo được sản xuất hàng loạt thì kỳ thú biết bao, nhưng không thể nào làm như thế được. Bởi vậy, bạn phải tự chế tạo lấy. Bạn phải có đức tin và ước muốn mạnh mẽ để đạt mục tiêu. Bạn phải chú tâm thực hành, chịu đựng khó khăn, gian khổ, mệt mỏi và nỗ lực chiến đấu để hoàn thành chiếc xe. Bạn phải dùng tinh tấn để giữ hai bánh xe lăn đều. Bạn phải dùng chánh niệm để tạo nên thùng xe. Bạn phải dùng hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi gắn chặt ghế tựa lưng. Bạn phải huấn luyện cho tài xế xe lái xe thẳng hướng. Cuối cùng, sau khi qua nhiều tầng tuệ minh sát, bạn phải làm chủ chiếc xe Tu Đà Huần Đạo. Khi chiếc xe trở thành của sở hữu của bạn, bạn sẽ đi đến Niết Bàn một cách êm thấm, dễ dàng. Một khi chiếc xe Tu Đà Huần hoàn thành, nó sẽ không bao giờ bị giảm giá hay hư hỏng. Chiếc xe này khác hẳn những chiếc xe khác
vì nó không cần xăng nhớt, dầu mỡ và cũng chẳng cần phải sửa chữa hay thay thế bộ phận nào cả. Càng dùng lâu, chiếc xe càng trở nên ưu mỹ hơn. Xe không bao giờ bị tai nạn. Khi đi trên xe này, bạn được bảo đảm an toàn 100%. Bao lâu còn ở trên thế gian này, chúng ta còn bị thăng trầm theo cuộc sống. Lúc êm đềm vui vẻ, khi đau khổ nhọc nhằn, người làm chủ chiếc xe Tu Đà Hoàn sẽ lướt êm trên đường gập ghềnh và không quá phấn kích say mê khi đi trên đường bằng phẳng. Chiếc cổng dẫn đến khốn cùng đã đóng, xe thẳng tiến đến cõi an toàn niết bàn. Hãy nỗ lực tinh tấn chế tạo, lắp ráp để cuối cùng làm chủ chiếc xe an toàn kỳ diệu này. Cổng khốn cùng đã đóng. Chiếc xe giáo pháp được Đức Phật trưng bày lần đầu tiên trong bài pháp thuyết cho năm vị Kiều Trần Như tại vườn Lộc Giả, cách nay trên 2.500 năm. Bài pháp này về sau được gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. Trước khi Đức Phật xuất hiện, thế gian sống trong tâm tối ngu muội, không biết gì đến bát chánh đạo. Nhiều nhà ẩn cư, đạo sĩ, triết gia, thông thái, mỗi người đều nắm giữ quan điểm, lý luận, tư tưởng, lý thuyết, học thuyết riêng về chân lý. Thời bấy giờ, một số lý thuyết gia cho rằng Niết Bàn là hạnh phúc của dục lạc ngũ trần. Bởi thế, họ đắm chìm trong thú vui vật chất. Một số khác khinh bỉ thái độ này và phản ứng lại bằng chủ trương ép sát khổ hạnh, không cho thân thể hưởng thụ các dục lạc, và cho đó là nỗ lực thánh thiện. Nói chung, chúng sanh sống trong mê muội, họ không đến gần chân lý. Bởi thế, sự tin tưởng và hành động của họ có tính cách võ đoán, mỗi người có quan điểm, tư tưởng riêng, dựa vào đó họ làm cả ngàn lẽ một chuyện khác nhau. Đức Phật từ bỏ cả hai, lợi dưỡng và khổ hạnh. Đạo Ngài là con đường giữa, không nghiêng về một thái cực nào. Ngài trình bày bát chánh đạo, khiến chúng sanh có đức tin chân chánh. Đây là loại đức tin dựa trên chân lý thực tại, chứ không phải chỉ là những lý thuyết tư tưởng suông phát sinh từ ý niệm vô căn cứ. Đức tin có một ảnh hưởng lớn lao đối với tâm. Bởi thế, đức tin là một trong năm ngũ căn. Nhờ có đức tin mới có tinh tấn. Đức tin làm khởi sinh động cơ thực hành và trở thành căn bản của mọi pháp khác như định và huệ. Lần đầu tiên giảng dạy bát chánh đạo, Đức Phật đã nói đến sự quan trọng của ngũ căn tín, tấn, niệm, định, huệ. Những lời dạy của Ngài kích động tâm chúng sanh, và nhờ thế chân tự do và hạnh phúc đến trong tầm tay của họ. Cầu mong các bạn có được một đức tin chân thành và thâm sâu vào pháp hành thiền. Ước mong đây là bước căn bản giúp các bạn đạt được mục tiêu tối hậu giải thoát. Giúp các bạn đạt được mục tiêu tối hậu giải thoát. Giúp các bạn đạt được mục tiêu.